thôi quá đi. Mà cái trò cho này là mình đọc được một cái comment ở trên YouTube của mình nha. Có một bạn nhỏ bài cho mình đó là: anh ơi, anh cho chị đó uống coca trộn với nước mắm đi anh. Tao nghe cái tao lấn liền, lấn liền. Chơi thôi, không nói nhiều. Tính mình lại không thích lòng vòng. Chơi là chơi. Nước mắm trước nha, mọi người nhìn nha. Giống coca vậy? Tức ra không cần pha coca luôn á. Nhưng mà mình sợ là cái mùi nước mắm nó nặng quá cho nên mình phải pha với coca để cho nó đỡ nghi. Nó nghi hết, nó biết á. Chúng ta mình phi tan cái thằng nước mắm này. Không biết đâu. Cái con này nó rất là cảnh giác, cho nên mình đã chuẩn bị một cái âm mưu kế để mà mình cho nó không phải cảnh giác. Đó là mình sẽ rủ nó review cái món ăn này. Cái món này là món bánh bột lọc á mọi người, bột lọc với lại bánh ướt á. Cái mình dụ nó review đồ ăn, nó nghe ăn cái nó lứng lắm. Con này gì chứ nó nghe đồ ăn là lứng dữ lắm, lứng luôn á. Mình sẽ dụ nó review đồ ăn và đảm bảo nó không nghi ngờ gì hết. Nhớ nha nè, cái ly của nó là ly này nha, còn cái ly này là ly anh. Thằng xù thôi. Không, anh nhớ chứ không, anh uống là chết luôn á. Cho anh mặc nó uống chứ. Coca nè. Ui, nhìn nó cũng không khác gì mấy nhỉ. Giống hệt luôn á, đúng hệt luôn á. Nó hơi đậm chút. Này ly anh nha. Không biết gì luôn nè, nhìn hai cái màu ly nè mọi người. Không thể nào biết luôn á. Bên này trong hơn. Bên này nó có chút trong. Ấy lên. Ok. Để mình lấy cho nó cái ống hút nha. Bây giờ mình đi rủ nó chơi. Để đây luôn nè. Để đây. Rồi. Đấy, nó một hộp, anh một hộp. Rồi, đi rủ nó chơi. Phi toán cái kia đi. Phi toán. Phi thang cái này đi. Cất đi. Cái ấm hút nè. Chạy, thầy cốc. Quyên ơi, Quyên, nó này. Quyên ơi, mày gì vậy? Ở cửa nhờ xíu rồi. Ở đây, ở gì? Mày khóa rồi. Nhờ xíu rồi, anh em nhờ xíu mà mày làm gì không mày? Sao? Xuống review cái món ăn này giùm tao với tao mới mua cái món này ngon lắm. Này. Review miếng ấy. Review gì? Thì xuống ăn cho cảm nhận cái mua của bà cô. Quay lại để quảng cáo cho. Không chơi được cái này. Quay để quảng cáo cho bà cô bán cái nhà bán nghèo lắm. Đi. Cô đâu? Bà cô tao, bà cô quen biết. Món gì á? Bánh ướt, bánh bột lọc rồi ngon lắm thề, ngon. Ngon cái review mà. Siêu ngon, siêu đỉnh đi. Thiệt không? Thiệt. Con heo lạ ta. Thì có ngon có dở gì bà cô của tao thì review cho bà bán được cái chứ. Giúp người chứ. Ngon à? Ngon, siêu ngon. Gì vậy? Đó, mày kiểm tra đi chứ để mày kêu tao cho mày này nọ nữa. Kiểm tra có đập gì không hay là muốn đổi không? Ủa, tao đâu nghĩ mày cho nhà gì đâu. Chứ mày thì lúc nào mày cũng nghi ngờ tao cho rồi nữa mất công nữa. Ê, biểu. Thôi đổi nha. Để chứ để mày kêu tao cho rồi nữa nè. Ủa, tự nhiên kêu mày đó, đổi ngang. Ơ, biết tao này. Mấy con thấy nè. Gì? Quái gì vậy? Review cảm nhận thực sự nha. Ngon thì ngon mà dở nó dở thôi, có gì đâu đúng không? Để lót ăn cơm đi. Thôi, ăn cơm. Ăn cơm được. Khỏi ăn cơm cũng được. Cho tao trả nhiều đi. Cho mày trả nè. Cho nè. Cho nó ít đồ ăn, nhiều trả hơn. Đó, hộp nào muốn lấy, hộp nào lấy. Đó, lấy đi. Có trôn đâu? Không trôn, sao mày nghĩ sao mà trôn mày điên mày. Trôn thì đổi qua đổi lại nè. Có bỏ gì vô này không? Không. Nghĩ sao vậy, bỏ gì, coi cái nào cũng như nhau mà bỏ gì. Đó. Review nha. Mày không ăn nước chấm hả? Có chứ. Để tôi xé nước chấm ra cho. Ừ, coi đang chút. Nè. Ăn nhớ cảm nhận review sao, review cho cô có bán chút nha. Ừ, đang quay à. Ừ, quay để review cho cô đó. Ừ, hình như ăn cái này là phải rớt vô luôn à. Rớt vô luôn hả? Ủa à.
Review mà không biết gì vậy? Đứng vô nha mọi người. Rất là ngon luôn nha mọi người. Bánh của cô mình nhìn rất là ngon và đặc sắc luôn nha mọi người. Mọi người nếu mà... Anh em biết mắm đi, cho thiếu á. Thôi rồi, tao chấm cho tao ăn thôi. Mọi người có muốn ăn á thì cô ba hay đi bán dạo ở chỗ quanh thành phố Quang Trung á. Rồi mọi người thấy mọi người mua cho mình cũng không biết địa chỉ. Cô nào vậy? Cô Quang biết. Lớn không? Lớn tuổi không? Lớn, tám mấy tuổi không? Review cho những bài lẩu được. Ừ. Tội đúng không? Mời mọi người nha. Bữa nay biết mời mọi người luôn trời. Đấy hả? Rồi chúng mình làm vlog được rồi đó. Không chưa đâu. Bánh bột lọc nữa nha mọi người. Cái chả được cái nó không bị bở anh mày. Ngon đúng không? Ăn mạnh thôi. Uống miếng nước hả? Ăn nước quá. Nước quá. Mấy hôm nay mày uống nước nhiều không Nguyên? Tao kêu mày uống nước nhiều vô cho da nó đẹp. Cái mặt nó bớt mụn chút. Mày thấy tao không? Ngày nào tao cũng uống mấy chai nước luôn á. Mụn là do chị uống nước phù bao nó hoài. Bây giờ nghĩ cũng phải vừa thoáng nữa. Thì mới thấy uống nước nhiều, uống nước nhiều cho nó da đẹp. Hết rồi nè. Đau quá. Mình ăn hết rồi nha mọi người. Mình xin phép mình uống hết ly nước cái mình kết thúc cái vlog tại đây nha mọi người. Không quay nữa. Đi về được rồi. Ngon không? Ngon. Cái vlog đến đây là hết rồi đó mọi người. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ đăng ký kênh nha. Thôi mình là mở mày không quá đi. Mày chơi gì vậy? Mày chơi gì Quyên? Hai cái này cho tao. Bộ đồ mới thay luôn á. Kệ mẹ mày, mày. Mắc dạ. Mắc dạ gì? Nó nói mẹ phục lữ. Đời người ấy rồi. Ngon. Nước coca họ bán kiểu gì vậy ta? Mày quay cái gì hết không? Quay gì quay? Đi. Phun đầy hết nè. Mày chơi cái trò mắc dạy vậy được. Từ 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 nói này. Đúng nói vừa. Nó thục lử luôn nha mày. Thế là đưa ra tao nói cái này nè. Đưa đây thả ra. Tao nói cái này nè, mày nghe nè. Mày nghe tao nói nè. Đừng nghe bên đây tao nói tao nghe nè. Mày bỏ gì mà má không cho nó vậy? Mày người gì ngu dữ vậy?
thì chơi. Mày đúng tao review mày nhảy à? Mày quánh tao lắm luôn á. Cái người mà nói gài đó, quánh tao nào. Mày quánh trời ơi, mày đừng như mày hiền quá mày. Tao quánh con gái gì mày quánh con gái mày sợ mày nói quyền thôi được rồi, thôi được rồi, em làm gì mày muốn gì mày nói luôn đi. Tao muốn mày uống hai cái ly nước đó. Tao muốn mày uống hai cái ly nước đó. Thôi được rồi, cái vlog đến đây là hết rồi đó mọi người. Không có thấy cái gì á, cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của mình nhé. Ê, mày nhảy qua ghế luôn à? Nó mới nhảy qua ghế luôn anh em. Nó thì qua ghế luôn. Ghê lắm. Thôi được rồi, cái lắm tới đây là hết rồi đó mọi người. Thôi cô mày. Ôi cái gì nữa đây? Tao quá đi. Mày lên thôi mày uống một nhắm thử được không? Mày uống thử không? Uống một nhắm nó không chết mà mày quánh người ta muốn tàn tập luôn á. Mày còn tao phải chăm với mày còn tập mày ngồi một chỗ không được. Đồ thứ không nộm ngu. Thôi mày đã ăn cái nước cải rồi thì anh uống thử cũng hết được. Đây đi uống đi. Trả lâu mày đến đi đâu, mày đi đâu, mày đi đâu, mày đi đâu, dạ được. Mày quánh mình nói không nổi luôn, mày quánh mình nói cờ luôn á. Mày tự quá em, mày tự quá em, cái ngựa mùi mắm không luôn nè. Cái gì vậy? Chứ thôi đau nha, mày quánh tay quánh chân còn đỡ chứ mày quánh cái cây đó ai chịu nổi nữa. Thôi dạ chị Quyên, biết sao mày còn đơn tao chết nữa không? Dạ sao mày chăn nuôi nữa không? Dạ không mày đứa đen thằng kia thằng con kia coi con mày quánh cái gì? Thôi 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 xuống. Ờ cái mày lắm cái đây là hết rồi đó mọi người. Uống mày lại uống hết cái này đồ của cái khóc. Thôi tắt đi làm kết thúc rồi đó mọi người. Ai Quyên bất giận nha Quyên. Xin lỗi luôn ngay. Xin lỗi đi. Mày sao mày đứng ra? Không dám nữa. Thật không? Từ nay về sau không cho Quyên nữa. Thề đi. Không sống xa như vậy nữa. Thề đi. Không có thề. Thề. Không. Không thề chống nổi là sẽ còn nữa đúng không? Yên quá mà đang nói là. Nếu tao sống không yên với mày tao ở nhà này không thấy cái nợ tao cái kia thì nếu sao mày đừng có nợ tao cái gì nữa, mày đừng có bị tao cái gì nữa, đừng có lấy gì tao nữa chưa? Tao tàn tật luôn vì mày nè. Còn tạc luôn đi. À, cái vlog đến đây là hết rồi đâu mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người. Mình đi nhập viện cái đó. Mình đi nhập viện cái đó chứ tao nói chân tay nó ê ẩm hết luôn á. Nếu mọi người có ý tưởng gì hay thì nhớ bình luận ở dưới nha. Chào mọi người đi Quyên. Cảm ơn tất cả mọi người đi. Không. Thôi được rồi. Bye bye mọi người nha. Mọi người có ý tưởng gì hay hay trên trường nạn mà ớt vô nha mọi người. Comment xuống dưới mình coi mình sẽ trả thù. Thề với mày tôi. Quánh là sức. Tôi sẽ trả thù. Quánh là sức quần luôn nè. Quần của mày ngu của mày. Coi xong mà nếu thấy hay thì nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha.